Vâng, cửa hàm Thanh Xuân Đúc Đỏ xin kính chào an toàn thể đây các bác ạ. Thì ngày hôm nay em sẽ test lại cho các bác nghe chất âm của đôi loa 3G Audio F12. Thì như em đã từng nói với các bác, trong tất cả các dòng loa model, tất cả các model của thương hiệu B3 nói chung, hay chúng ta gọi là 3G Audio hay là B3 nói chung đi, thì tất cả model bắt 30 dòng loa karaoke, thì dòng loa 3G F12 là đôi loa mạnh nhất, bạo lực nhất mà hãng từng sản xuất ra. Và đây là một đôi loa 3 đường tiếng, 2 chung và 2 kép mà một bát 30. Đây là một đôi loa với thiết kế nhã nhặn nhất, đơn giản nhất, đẹp nhất và mạnh nhất, khủng nhất mà B3 từng sản xuất. Trong tất cả các model về dòng 30 thì dòng karaoke 5 gần như là chỉ có 3G F12 là nổi nhất thôi. Còn tất cả model khác gần như là nó lặn xuống, không có được tiếng tăm vang dội như B3 hay là dòng 3G F12 này. Thì đối với 3G F12 đó là một dòng loa với màu ghi cực kỳ đẹp luôn, và nó cực kỳ mạnh mẽ, thùng vách cũng rất là to, rất là lớn các bác nhá. Nhìn vậy nhưng mà nó lớn phết đấy, nó rất là to bác ạ. Và với tem logo của 3G là tem nhôm CNC rất là đẹp rồi, cực kỳ mạnh mẽ. Và như đã nói các bác, đôi loa này là đôi loa mạnh nhất và giá thành cũng rất là tốt. Với giá của nó là dự giá trong vòng bao nhiêu năm nay thì nó vẫn dự giá nhất. Thì nếu mà chúng làm một bài toán thì đôi loa này nó đang rẻ hơn đôi loa của BB1000 và 2000 khá là nhiều. Khá là nhiều luôn, cực kỳ rẻ hơn rất là nhiều luôn. Nhưng em khẳng định các bác, chất âm của nó không hề thua kém 1000 và 2000. Nhiều hơn, nó còn nhỉnh hơn ở dải lời của đôi loa này, nó còn nhỉnh hơn của dòng loa 1000 và 2000 luôn. Và nói thật các bác, cái đôi loa này tiếng bass nó rất là sâu, cực kỳ khủng luôn. Và các bác hãy từng nào đã từng dùng đôi loa này thì biết ngay đôi loa này nó bắt nó kinh khủng lắm. Nó rất là mạnh, nó rất là sâu bác. Và em sẽ test cho mọi người cùng nghe lại thử nha. Các bác cố gắng hãy đeo tai nghe vào để cho mọi người hãy nghe được chất âm bass của nó. Bởi vì là em test vào điện thoại thì điện thoại nó sẽ rất là khó để thâu được cái dải bass sâu. Bởi vì đôi loa này bán dải bass là 30 mấy hạt á, 38 hạt thì phải. Cho nên là điện thoại của chúng ta thường thường nó chỉ thâu được dải tầm khoảng 50 hạt trở lên thôi, 50-60 hạt trở lên thôi. Thì những dải bass sâu hơn thường thường nó sẽ không thâu được, và nó sẽ hay gây ra cái tiếng phẹt phẹt. Đấy, thì các bác cũng cố gắng để đưa tai nghe chúng ta nghe trọn vẹn nhất. Đương nhiên nó không thể bằng nghe thực tế ở bên ngoài, nhưng dù sao em cũng sẽ test cho mọi người hãy nghe để cảm nhận thực sự đôi loa này như thế nào. Và đương nhiên là những bác nào mà đã sử dụng đôi loa 3G F12 này rồi thì các bác cũng để cho em một comment bình luận ở phía dưới xem đôi loa này chất âm như thế nào bác nhé. Hãy cho những comment trung thực nhất và rõ ràng nhất để cho các bác cùng tham khảo. Đấy, thì em bận test ở cái không gian của em là không gian kho bằng tất cả là máy tôn, cho nên nó sẽ hơi ồn. Và khi tiếng bass nó lên thì nó sẽ có nghe cái tiếng máy tôn được kiểu reng reng rất là lớn. Thì các bác cũng thông cảm, bởi vì em thì cũng không có màu mè là phải đi vào phòng test hay là yên tĩnh đâu. Em có tiện đầu em test đó rồi, và loa cũng chưa vệ sinh luôn. Đấy, thì em sẽ ngay bây giờ sẽ test cho mọi người nghe đôi loa này. Đó là một đôi loa cực kỳ khủng và bass rất là mạnh. Đôi loa này may mắn là cái là nó có 3 đường tiếng, cho nên là dải chung dải test nó rất là đều bác nhé. Các bác sẽ nghe cực kỳ sướng. Em sẽ test ở thể loại nhạc đầu tiên sẽ là nhạc không lời trước đi, cho bác nghe thử dải test của nó. Sau đó em sẽ test nhạc mạnh cho bác cùng nghe thử nha. Các bác cùng nghe từng thể loại một nha. Ok. Rồi các bác cùng nghe nhạc không lời trước nhá. Mấy thứ bắt nó với tép nó này. Mạnh lắm. Bắt đánh cực kỳ gọn luôn. Thank you.
tép đều sướng các bác. Tép cũng rất là mạnh, rất là sáng luôn, nghĩa cực kỳ luôn. Bây giờ tép cái nhạc mạnh hơn một chút nha. Cái nhạc này em sẽ mở chắn là cái máy tone này em kêu lớn lắm các bác ơi. Bác sẽ cố gắng em sẽ mở nhạc ok, nhạc remix đi. Bác không nghe được. Cái máy tone nó kêu kinh chưa? Mới vào đây mà cái máy tone nó kêu ngâm mà vẫn rồi. Như bom luôn. Ồ, nó kêu kêu reng reng các bác ơi, nó kêu to lắm này. Kinh khủng luôn đấy. Và này đánh như bom mà. Trời ơi là trời ơi. Đã. Các bác. Em thật các bác luôn, đây là một đôi loa nó các bác là mạnh nhất của B3. Còn là karaoke nó là đôi loa mạnh nhất bây giờ luôn. Mà cực kỳ sướng luôn. Em thật các bác là nó rẻ hơn BMB nhiều nhưng mà nó hay. BMB 1000 2000 không chưa chắc đâu có cửa đâu, em thật các bác luôn. Nếu mà xét về những cái dãy tất cả dãy chung đều một chúng ta xét một cách cân bằng đây. Dùng máy để đo từng dãy bát chung tép thì BMB 1000 2000 chưa chắc đã có cửa để qua đâu các bác ạ. Không ăn được B3 đâu, dòng loa này đâu. Thực sự đây là đôi loa vì sao huyền thoại nó bao nhiêu năm nay nó vẫn hot như vậy. Đấy. Để sư phụ cho những gia đình mà không gian nó rộng tầm 30 mét vuông một đôi này, bác nó giá cho cũng phê lắm mà không chả cần dùng súp được. Một đôi này thôi chứ dùng súp gì nữa các bác, súp nữa tức ngực mà chết. Đấy. Thì những bác nào đang có nhu cầu về đôi loa này liên hệ ngay bên em để sở hữu một đôi loa 3G F12 này cực kỳ chất các bác nha. Đấy. Và ngay bây giờ em mời các bác cùng xem lại những cái nội thất bên trong cũng như tất cả mọi thứ liên quan đôi loa này và xem đôi loa này nó chất hay không các bác nha. Cửa hàng Thanh Xuân Đúc Đỏ xin kính chào đến toàn thể tất cả các bác ạ. Thì ngày hôm nay cũng đã vào ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch. Có nghĩa là chúng ta chỉ còn đúng một tháng chẵn nữa thôi là sẽ tới Tết Nguyên Đán các bác nha. Thì ngày hôm nay vào nhân dịp cuối năm thì cửa hàng bên em tiếp tục tung ra cho các bác đây là một lô loa. Đây là một dòng loa bát 30 ba đường tiếng, hai chung và hai tép. Nếu các bác nào còn không xa lạ thì đó chính là dòng 3G F12 hay chúng ta gọi là loa B3. Thì trong tất cả các dòng loa của B3 thì 3G F12 là dòng loa karaoke. Dòng loa karaoke, dòng loa nằm khủng nhất, mạnh nhất và lớn nhất mà hãng 3G Audio hay chúng ta gọi là B3, B Hoàng Hỏa từng sản xuất. Thì trong tất cả các dòng loa bass 30, dòng loa karaoke thì dòng loa 3G F12 là dòng loa model thành công nhất và cũng như là hiện tại bây giờ đang mắc nhất của hãng và hay nhất của hãng luôn. Đấy, không tính những dòng 25. Thì đối với dòng 30 của F12 thì bác sẽ thấy là một cái thiết kế nó rất là đẹp. Thực sự luôn, lô loa này em mới về và cũng chưa hề vệ sinh một chút nào cả. Thì các bác thấy là cái thiết kế của dòng 3G F12 nó khá là đơn giản. Nó tạo ra một cái gì đó nó không bị nhàm chán và nó vẫn sang trọng, thể hiện một cách gì đó đẳng cấp đấy, của đồng loa đẳng cấp của thương hiệu của Đức. Thì đối với 3G F12 thì họ sẽ chịu là một cái e căng trơn hết và tòa trị dập hai vết dập đường lai
ở hai bên để tạo một cái điểm, nó thứ nhất là tạo cho cái căng này nó cứng hơn, nó không bị bồng bềnh, thứ hai là tạo một cái điểm nhấn cho dòng loa này. Thì 3G F12 chúng tôi sử dụng là tiêm, là tiêm nhôm cắt CNC đấy. Đấy, và dòng loa này là dòng loa 3 đường tiếng, cho nên nó sở hữu là hai chung lớn và hai tép. Đấy, hai chung và hai tép. Thì cái chung của dòng loa 3G và tép của 3G nó sẽ được dưỡng gần, các bác sẽ được dưỡng gần dầu ướt luôn. Đấy, cho nên là những cái dòng chung của 3G nó rất là hay. Thì đối với dòng loa 3G thì chúng bác sẽ biết rồi. 23 đi. Thì đa số dòng loa B3 3G thì chúng ta thường chúng ta sẽ nghĩ đến những đôi loa này nó sẽ thiên về dãy lời là chính. Nhưng đối riêng với dòng loa F12 của 3G, không nói dòng 25 đi, dòng F10 hoặc là G810 gì đó, thì chúng ta sẽ chịu là thiếu nền lời. Nhưng đối với riêng dòng 3G F12 là một dòng loa bạo lực nhất. Có nghĩa trong tất cả model thì dòng loa 3G F12 là dòng loa bát mạnh nhất, khủng nhất. Khủng nhất luôn. Nó có thể nói là mạnh như những dòng loa DAM hoặc là những dòng loa của BMW 2000C. Đấy, nó rất là mạnh và cực kỳ bạo lực luôn. Và đặc biệt dòng loa này nó hơn ở BMW một điểm, đó là dòng loa này sở hữu nó dòng loa 3 đường tiếng và sở hữu cho chúng ta là hai cái chung khá là lớn. Cho nên cái dòng loa 3G khi các bác hát karaoke cảm thấy là nó cái lời được hỗ trợ khá là nhiều. Chúng ta hát cảm thấy nó bay tiếng hơn, bay bổng hơn, nó hay hơn. Đấy, và nó dễ hát hơn và nghe nhạc nó cũng độ đẩy cả ba dãy luôn. Đấy, cả ba dãy nó cũng hay hơn. Đấy, cho nên là khi mọi người nếu mà chúng ta nghe độc lập thì chúng ta sẽ thấy là đôi loa 3G nghe cái nhạc nó sẽ hay hơn so với dòng loa của BB1000 hoặc là 2000C. Đấy. Thì đối với những đôi loa của 3G F12 hay F10, F10 thì chúng em không nói, nhưng mà riêng F12 thì chúng ta sẽ thấy là trong tất cả các dòng loa model của 3G hay B3 thì trong những năm gần đây gần như xuống giá rất là nhiều. Đấy, các bác sẽ thấy gần như xuống giá khá là nhiều và nó không còn được hot như người trước. Và giá có thể là điển hình như dòng loa 3G F10 đi, thì nó chỉ đợt trước tầm khoảng 4,5-5 triệu, nhưng bây giờ chỉ tầm khoảng 3,5 triệu thôi. Đấy, hơn 3 triệu một chút thôi là chúng ta đã có ngay một đôi 3G rồi, hoặc hơn 2 triệu. Đấy. Nhưng riêng cái dòng loa 3G F12 thì cách đây cả 5-6 năm hay đến ngày hôm nay là năm 2021 rồi, thì hoàn toàn cái đôi loa 3G F12 này chưa bao giờ xuống một đồng. Tại sao lại như vậy các bác? Từ trước đến nay, từ ngày em làm đến giờ thì đôi loa 3G F12 này giá nó vẫn là 5,5 triệu đồng cho một đôi loa đẹp. Và đến ngày hôm nay nó vẫn là 5,5 triệu đồng mà nó chưa hề xuống một đồng một cách nào cả. Tại sao nó lại giữ giá như vậy? Bởi vì sao ạ? Bởi vì loa 3G F12 này nó có những cái độc đáo và người tiêu dùng người ta vẫn đang rất là chuộng và người ta rất là thích. Cho nên vì vậy mà dòng loa 3G luôn luôn giữ giá tốt và gần như không bị mất giá theo như những model khác. Ví dụ như model như X12i rồi Z212 rồi F10M10, tất cả model khác thì vấn đề bị xuống giá, nhưng riêng 3G F12 không hề xuống giá một chút nào. Cực kỳ hay luôn và bát nó rất là mạnh, bác bát cực kỳ mạnh và hay luôn. Đấy. Thì chúng ta thấy là 3G F12 nó sử dụng chạm mà chạm 24 chạm, chúng ta sẽ đừng dùng đường link nữa. Và cái dãy tần của loa đây nó sẽ đánh từ 18 cho đến 20 đến 38 đến 18 kHz. Và công suất làm việc của chiếc loa này nó là 250W các bác. Đấy. Cân nặng của một chiếc loa này nó là 17,5 kg. Đấy. Và số IMEI này, kiểm định này, tất cả mọi thứ. Lô loa này của em về đang khá là đẹp các bác, đang là rất là đẹp luôn, zin nguyên bản 100%. Tất cả hàng em bán ra sẽ là zin nguyên bản 100%, không có một cái gì đụng chạm cho các bác. Bán hàng ra đã cam kết zin hay cho các bác luôn. Đấy. Và cũng không đợi các bác chờ lâu nữa. Thì như em đã nói các bác rồi, với những đôi loa đẹp zin nguyên bản 100%, bên em sẽ bán ra cho các bác với giá là sẽ là 5,5 triệu đồng. 5,5 triệu đồng cho một đôi loa bát 33 đường tiếng. Có thể nói đây là một cái giá rất là tốt. Phải nói là tốt. Kể mặc dù nó không xuống giá, chúng ta vẫn thấy là đây là một đôi loa với chất lượng tốt, độ hoàn thiện cao, chất âm hay, mà giá chỉ có 5,5 triệu đồng, là một cái giá khá là ok cho chúng ta để đáng lựa chọn một đôi loa 30. Đấy. Và cũng làm bài toán sơ sơ thì bác sẽ thấy là mặc dù nó 5,5 triệu đồng nhưng nó đang còn rẻ hơn của loa BB khá là nhiều, rẻ hơn các thương hiệu khác khá là nhiều, nhưng chất âm nó mang lại là hoàn toàn không thua kém một chút nào so với những thương hiệu khác. Đấy. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong xem đôi loa này nó có những cái gì bên trong, chất lượng nó như thế nào các bác nhé. Các bác cùng xem nhé. Và đây là cái nội thất bên trong của đôi loa này các bác nhé. Em cũng chưa vệ sinh gì cả, vừa bóc ra luôn một đôi. Thì chúng ta sẽ xem đầu tiên về cái tép đây. Thì đây là một dòng loa 3 đường tiếng, nhưng cho bác sẽ thấy là nó sẽ có hai tép ở trên.
và hai chung ở dưới. Thì cái tép của dòng loa 3GB3 họ đã sử dụng chung thôi, tất cả các dòng model, kể cả dòng HF101 rồi HF102 rồi tất cả dòng loa cũng đều sử dụng chung cái tép này. Thì chỉ khác là họ dán cái tem từng đời khác nhau, như con này là họ dán tem đời F12, là loa F12 đấy. Tem mã vạch rồi tem của loa rồi tất cả từ kép. Có một cái điều đặc biệt ở dòng tép của dòng 3G hay B3 thì tất cả dòng tép chính hãng nó sẽ có một cái lỗ ở đây. Đấy, hình này kỹ này đấy, nó sẽ có một cái lỗ thông hơi ở đây ở giữa cái nón này. Thì tất cả đều đã có hết các bác nha. Đấy, và có gân. Gân sẽ được quét quét dầu. Đấy, cái dầu xung quanh tép là sẽ có. Bởi vì nó sẽ tạo ra dao động nó mềm hơn. Nhưng cái tép này nó cũng có một nhược điểm đấy, chúng ta sử dụng lâu năm thì nó sẽ bị khô đây, nó hay mục ở đây. Thì chúng ta lại phải thay cái màng này. Đấy. Thì nó cũng có một cái ưu và một nhược điểm là như vậy các bác nha. Đấy. Còn về cái chung thì cái chung của dòng tép chung của dòng B3 thực sự chúng ta phải nói là một cái chung đẹp. Nó cực kỳ đẹp luôn. Trong tất cả các hãng thì em thích nhất là chung của hãng 3G B3 và của hãng Maygo. Đấy. Thì của Maygo nó cũng khủng lắm các bác, Maygo cực kỳ khủng luôn. Và của B3 thì hai cái hãng này là hai cái hãng mà họ thiết kế cái chung mà có thể nói là đẹp nhất và hầm hố nhất. Thì đối với chung của hãng B3 có thể thấy đây thì họ sẽ sử dụng là một loại từ đơn khá là lớn, có tem rốt và mã vạch ở trên từ luôn. Đấy. Và tem là đặc biệt là con chung này nó sử dụng là gân vải các bác, tuy nó rất là bé nhưng nó sử dụng là gân vải luôn, tẩm dầu, dầu là dầu ướt luôn các bác nha. Và màng như cái rốn lò đương nhiên sẽ có một cái lỗ, đặc trưng của B3 là có sự có cái lỗ này các bác nha. Còn hãng vậy. Và cái chung này họ sử dụng chung với tất cả các đời model luôn. Kể cả đời model HF101, 102 tất cả các dòng đời model đời cao nhất của B3 thì họ đã sử dụng chung một con chung này hết. Sử dụng chung hết một loại hết, một mã luôn chứ không khác biệt gì các bác nha. Rất đẹp đúng không các bác? Cực kỳ to luôn. Chung này thì các bác hát thì nó trợ lời tốt lắm rồi. Cực kỳ trợ lời rồi. Cái đặc biệt chính ở trên đôi loa mà em muốn nói đó là chính là cái bát loa. Thì như đã nói các bác rồi, trong tất cả model thì 3GF12 là cái model mà uy lực nhất, bát khủng nhất, mạnh nhất trong tất cả dòng loa của B3. Thì đối với dòng 3GF12 các bác sẽ thấy này, cái màng loa của riêng cái model F12 là sâu nhất. Họ làm một cái bát loa cực kỳ sâu, kể cả những dòng đời loa full của B3 cao cấp như cái X12i hay là Z212 vân vân và vân vân, thì cái màng loa hoàn toàn cũng không hề có sâu các bác. Hoàn toàn cái màng loa họ làm không hề sâu bằng F12 được. F12 là cái model màng sâu nhất trong tất cả dòng màng của 3G. Trên bác đây, một cái màng sâu cực kỳ sâu luôn. Và gân này là gân mút bóng các bác, cho nên cái gân này rất là bền. Gân này rất là bền nha. Đấy, rất là bền và gân này là gân zin luôn. Và cái màng loa cực kỳ sâu, từng cái râu, từng cái rốn nó hoàn toàn zin hết. Rất đẹp đúng không? Cái màng của dòng loa 3G F12 nó sẽ là màu hơi xanh rêu. Đấy, và gân nó sẽ là màu hơi màu vàng nghệ các bác. Cực kỳ đặc trưng luôn, rất đẹp đúng không các bác? Đấy, chúng ta cùng xem bên trong nhé. À, hơi khó lấy một chút. Bắt đầu em chút, mình em nó hơi khó làm. Rồi, ok. Đây, chúng ta cùng xem. Đấy, bát của F12, số IMEI. Cái số IMEI ở trên 3G hay B3 có một cái điều đặc trưng như em đã nói các bác. Em đã hướng dẫn các bác rất là nhiều cách phân biệt hàng xịn hàng nhái ở trên loa B3. Thì các bác có thể lên trên mạng các bác gọi là hướng dẫn cách phân biệt loa B3 xịn và B3 nhái số lúc đỏ. Nó thể hiện ra một cái video mà em đã làm rất là nhiều về cách phân biệt loa B3 xịn và B3 nhái như thế nào. Thì em cũng xin không nhắc lại nữa. Nhưng mà em vẫn cố gắng nhắc một chút để cho các bác lưu ý. Đó là cái số IMEI ở trên loa xịn của B3 và 3G. Thì cái số IMEI này nó không phải là in lụa hay là in thường mà nó chính là in bằng laser. Cho nên in bằng laser thì thứ nhất, các bác sẽ thấy là những cái đây nó không phải là in liền đâu, mà nó là những cái mã vạch, nó là những cái vạch ngang để tạo ra những con số này. Và các bác phải dùng điện thoại các bác chụp hình xong bác zoom lên, bác sẽ thấy nó sẽ rất là tỉ mỉ luôn. Và hàng nhái thì họ sẽ không làm được điều này các bác nhá. Hàng nhái thì họ sẽ in lụa, đấy, chỉ là in lụa và họ để một cái lụa họ quét một cái lên để nó ra cái số IMEI này. Còn đối với dòng hàng xịn nó sẽ in bằng laser và nó rất là chi tiết. Các bác sẽ zoom lên sẽ thấy là nó là những cái mã vạch ngang tạo thành cái số, chứ không phải là một cái số liền các bác. Rất là độc đáo đúng không? Hàng xịn họ làm rất là tỉ mỉ luôn. Tem 3G ở trên đây. Đấy, côn đây. Đấy, côn keo đây. Keo đen, dòng này còn keo đen. Đấy, rất đẹp đúng không? Nó bụi lên chưa ta. Đây là cái bụi dán bám vào đây này. Đây. Đấy, bám vào đây này. Đấy, rất đẹp các bác. Và nó cực kỳ đẹp đúng không các bác? Nhện là nhện này có nhện 4 sóng luôn nha, không phải nhện thường đâu nha.
dâu ghép là cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cái đặc trưng bên trong của dòng loa B3 đó là cái phân tần. Thì các bác gần như là các bác thấy là phân tần của B3 gần như là giống nhau hết. Tất cả các đời gần như tựa giống nhau hết các bác. 90% là giống nhau. Nó sẽ có một đặc trưng là sử dụng là tụ vàng. Đấy, tụ vàng. Thì may mắn cho các bác là cái đời của loa F12 đã sử dụng là tụ vàng rồi. Chứ còn nếu mà đời tụ xanh của B3 là cái đời tụ dở nhất trong những đời luôn. Trong đời luôn. Lật dở nhất trong những loại dở luôn. Điển hình bây giờ kể cả dòng cái dòng B3 HF101, HF102, X12, G212 tất cả đó vẫn đang sử dụng đời tụ xanh. Thì cái đời tụ xanh là đời cái tụ, và đó là em nói với các bác luôn, em bán hàng và em luôn khờ em bán cái loa đó, em vẫn nói rõ là đó là cái đời tụ dở nhất của B3 và sai lầm nhất của B3, và sau này họ đã đổi rồi lên tụ vàng rồi. Tại sao em lại nói một cái câu nó hơi bạc bẽo và nó hơi thẳng thật như vậy? Bởi vì các bác để ý, kể cả em nói luôn các bác, bây giờ những ai đang dùng loa B3, kể cả X12i hay G212, những đôi loa HF101, HF102, không tin các bác tháo ra mà xem. Thì 99% cái loa các bác sử dụng, mặc dù đang hát bình thường, nhưng các bác không biết được là cái tụ các bác đã bị nổ rồi. Những cái tụ xanh đó hiện tại đã bị nổ rồi. Nó nổ bung ra rồi. Nó loài rồi, hiện tại bây giờ chỉ còn cái vỏ rồi. Cái ruột bên trong đã bung hết ra rồi, không còn. Không tin các bác tháo thử ra mà xem. Thử tháo ra ngay là lập tức mà xem. 99% các bác không biết. Các bác thấy vào loa vẫn hát bình thường, nó nổ nhưng các bác vẫn thấy là vẫn hát bình thường, nhưng mà chất âm nó đã khác một chút rồi. Các bác không nhận, không nghe được và các bác không đoán được, không biết. Nhưng khi các bác tháo ra bên trong thì hoàn toàn 99,99% những quân tụ các bác đang sử dụng nó đã nổ tung té rồi, xé nát rồi. Và hiện tại bây giờ những quân tụ nó chỉ còn cái vỏ nó nằm lại trên phần tần rồi. Các bác hãy nhớ ngay cái câu này của em nói và thử ngay lập tức mà xem đồng số nước đỏ này nó kinh nghiệm nó đúng hay không. Xem nó có đúng hay sai nha. Tháo ngay lập tức ra mà xem có đúng hay không. Những quân tụ này đã xé nát rồi. Nhưng đối với đời tụ vàng thì hoàn toàn điều đó là không bao giờ xảy ra nữa. Đời tụ vàng của B3 thì không bao giờ xảy ra chuyện nổ nữa. Mà chỉ đời tụ xanh bị thôi. Và cái đời tụ vàng này các bác chơi muôn được kíp luôn. Không bao giờ lo việc gì nữa nha. Và đời F12 đã làm được điều đó. Đấy. Họ đã sửa sai được điều đó. Và tất cả dây thì cũng đây được bọc sự nhiễu đây. Họ làm khá là cẩn thận. B3 thì họ làm khá là màu mè. Khá là cẩn thận. Đấy. Bông thì bông màu lông chuột đặc trưng rồi. Bông màu lông chuột này thì các bác yên tâm sử dụng rồi đúng không? Bông này là ngày xưa là nó là một cái huyền thoại của B3 đó. Không có cách nào làm nhái được. Nhưng đến bây giờ thì họ cũng làm gần như nhái 90% rồi. Cũng làm giống gần giống rồi. Nhưng ngày xưa đó là một cái gì đó mà B3 họ tự hào là cái bông lông chuột này họ độc quyền. Và không có hãng nào có và không hãng nào làm nhái được. Kể cả những loa nhái của B3 sau hồi đó cũng chỉ một cách là họ gì? Bằng cách là họ gì ạ? Họ nhuộm đen. Đấy, còn cái màu lông chuột của B3 đó nhìn này. Nó sẽ có những cái ánh trắng trắng. Đấy, nhìn nó rất đặc trưng. Và đây đang nhìn đâu. Và cái kiểu này họ không làm nhái được. Nhưng đến bây giờ thì họ cũng gần như họ làm gần 8% rồi. Gần giống rồi. Không giống 100% nhưng gần giống rồi bác. Đấy. Thì đó là những cái đặc trưng của loa B3. Và những bác nào mà đang có nhu cầu đôi loa mà nó chất lượng, gia công tốt, mọi thứ đẹp như này, thì liên hệ ngay cửa hàng bên em các bác nhé. Thì giá em nói các bác là giá sẽ là 5.500.000 đồng cho một đôi loa chất lượng như này. Và các bác mua đôi loa này không bao giờ nó mất giá. Cực kỳ chất lượng các bác và rất là hay, rất là mạnh mẽ, rất là sướng các bác nha. Đấy, xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau ạ. Chào tạm biệt các bác nha.